tiền lâu lâu rồi có mua được cái nhót nhưng mà hôm nay mới trồng được, là mua được 2 cây vừa ông anh Dũng ở chợ thì một cây thì đi dọc đường con bác cũng thích quá, bác bảo là để lại cho bác ấy thì để luôn, chứ không để 2 cây bây giờ chưa trồng được cũng giờ hơn tuần đây nào, hôm nay thì mới trồng để xem làm gì được với cây này các bác nhé. Hàng hàng mini cầm tay mà. Nhót chẳng biết nhót chua nhót ngọt nhưng mà nó là cái nhót. Đây có một cái trực thì bác kia bác thích bác lấy, bệ nó to lắm cái trực nào. Cây này thì cây quy khủ khoảm thì nó không tự nhiên như cái trực kia nhưng mà nó cũng được đấy, thì em xoay vòng xem là các bác xem có ý làm như nào nhỉ. Đấy tán đi đây làm tiếp nào. Đấy. Bé lắm, hàng cầm tay. Đấy, để lâu rồi, hơn tuần này vẫn cầm như này. Vẫn chưa trồng. Còn chưa có cả chậu. Đấy. Đang tính này. Như này. Thân bệ đây, thân bệ thì đang tính là giật cái ngọn mà cái tay này các bác, cái này này, cây đua này, làm một cái cành về gốc này, hồi về gốc này, cái cành to này là cắt đi, to là cắt đi, thô quá cắt đi, cành này là cành bay ở dưới, cành này có thể sẽ cắt đi, đấy thì sẽ bác ngắm tí xem nào. Sao em làm nó có ok không nhé. Chế cái bàn xoay, thiết kế cái bàn xoay để này khó là quá cứng phết. Chà, cứng ghê. Rất cứng. Chà. Kiểu thân leo mà, cứng lắm quá. Sức khỏe thì như thế. Ui dồi. Không được rồi. Sắm cái cưa bé bé này cứ cứng lắm, cứng lắm. Nắng nha, gió nắng nơi với cái tòa. Ui xa. Thank you.
như này. Tưởng là thân leo mà nó cứng dã man, cứng hơn cả ổi. Cứng hơn cả ổi. Đấy. Cứng hơn cả ổi. Tự nhiên lại mất lấy nét. Thank you.
Bây giờ thì cắt vào ngọn này, cắt vào ngọn, giật cái mầm đây là tay bay ra, cái mầm đây là ngọn, đấy, ở cái này bỏ đi, đang cứng và đang to, đấy, nhìn thấy chưa? Đấy. Nó tạm được không bác? Cỏ này hơi cao nhỉ, cỏ này hơi cao, sau có thể sẽ giật cái ngọn ở đây, nếu mà có cái mầm đây, cái ngọn đây, nó không thì chơi cái này thôi. Đó. Đây. Tàn bay. Cắt cho đất vào. Rãi đầy cái quần con này này. Bốn bạn nó kinh quá. Nói ấy, nó vừa gặm tay xong rồi nó dại nó rớt không cho nó gặm, nó đang nhè khóc om. Nhiều. Nó yêu nhiều quân. Cái giày mũ 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 mũ. Điện thoại.
tình hình đây. Được phép. Bệ đây, bệ chạy hơn này. Đấy, nó chạy hơn này. Đó, tí chắc phải lấy ít bằng dính mượt lời. Mấy hôm nay lại rét, hành khô. Mặt này thì không, mặt này không chơi được. Mặt này không chơi được. Đấy, mặt kia. Đây. Rồi, để đây. Tưới nước đã. Đấy, các bác quay chuyến gì thì có biết em nhé. Đấy, cái nhót, nhót còn dài. Này nó có cái mấy cái quả lùng lẳng này thì hay lắm. Nhỏ nó lùn ra này. Đấy, thân leo mà một cái điều mà thấy lạ một chỗ cái là cắt cái cành này rất cứng, cực kỳ cứng, kể cả cái nhỏ. Đấy, cứng hơn cả gỗ này, ổi kìa, cứng hơn nhiều. Đấy. Cái nỗi mà dập phải nghiến răng nghiến lợi các bạn nhé. Giờ ok, ngô vị các bác nhé.